Chị hướng dẫn ráp cái áo đôi rời của mình nha. Ráp cái áo đôi rời của mình, cái đôi đây, cái thân áo đây, cái đôi đây ha. Bây giờ trước tiên mình muốn ráp thì mình xếp hai thân áo lại, hai thân đôi lại, bề mặt úp vô trong. Thân áo cũng bề mặt úp vô trong ha. Mình xếp cho ngay ngắn. Rồi mình bắt đầu. Bắt đầu từ phía ngoài vô, mấy đứa cưng sẽ đánh dấu cho chị. Cái đường nẹp lá mía mình, đường nẹp lá mía mình cho ngay với nhau. Rồi mình tạm thời mình kéo cái đôi ra một bên. Mình chia cái đoạn thân áo ra 4 phần, 4 phần bằng nhau. Đây. Mình chia ra 4 phần bằng nhau. Đây ha, mình đang kéo chia 4 phần bằng nhau nè, 1 2 3 4 phần ha. 4 phần rồi mình chỉ đánh dấu phần đầu tiên với phần cuối cùng. Cái khoảng giữa này chừng nữa mình dúng lại. Rồi xong, mình sẽ đánh dấu này xuống bề trái, xuống nhưng qua thân bên kia luôn. Rồi bên này cũng vậy ha, mình đánh dấu luôn. Rồi cái nẹp này cũng vậy ha, đánh dấu xuống luôn. Rồi xong, sau khi đánh dấu thì mấy đứa cưng chỉ có nhiệm vụ là mấy đứa cưng lấy cái dấu này sang vô dấu này thôi. Đây mình sang qua. Mình sang viên dấu xuống. Rồi phần còn lại cũng vậy. Cưng ra từ miếng ngoài vô. Cưng sang dấu qua ngay dấu này. Rồi ngay dấu luôn ha. Rồi xong chính xác rồi ha. Bảo đảm là mai không bị méo mó nha. Bây giờ mình để cái đô qua một bên. Rồi bây giờ mình dằn nha. Mình dằn đường chỉ. Cái đường phấn đỏ phía dưới này ha, là nó cũng giống y như cái đường phấn trên mình thôi. Dằn hai đường chỉ nha. Mấy đứa cưng dằn một đường đầu tiên là ngay cái mí giác sổ nè. Ngay mí giác sổ dằn ngang qua. Rồi một đường kế thì dằn cách đó 5 ly ha. Đây chị dằn đường đầu tiên đây. Ngay đường giác sổ. Dằn bình thường nha. Căng thẳng ra dằn. Dằn sao cũng được, mấy đứa cưng dằn quay đầu cũng được. Chị này ha, chị quay đầu nè. Chị may qua xuống 3 mũi kim chị quay đầu. Chị em nào muốn dằn xuông qua luôn cũng được nha. Cắt ra dằn, bắt đầu dằn lại cũng được. Còn em quay đầu nha. Cho nên mấy chị thích dằn sao thì dằn đó. Mình dằn xong một đường. Chị dằn hai đường luôn nha. Bình thường thì chị may một bên sẵn. Nhưng hôm nay chị không may là bởi vì chị muốn cho hai mấy đứa cưng biết cái cách mà may làm sao cho chính xác nhất ha. Mình cũng bắt ngoài bìa mình may vô. Rồi mình may tới đầu, mình quay đầu mình may hai đường. Thêm một đường nữa ha. Tại vì chị muốn cho mấy đứa cưng biết đường canh sao cho nó thật chính xác hai bên áo ha. Dễ canh lắm, nhưng mà mấy đứa cưng không biết là may canh nó khó lắm, cho nên là chị hướng dẫn hơi kỹ xíu. Bây giờ mình cắt chỉ trên bỏ nè. Nhưng mà chỉ trên thôi nha. Chỉ này chỉ bề mặt chị cắt sát rồi. Chỉ bề trái cưng chừa dài ra. Để chừng nữa mình rút bề trái. Rồi mình dằn đường chỉ tới đường phấn là mình nghỉ. Đường phấn mình chia lúc nãy đó ha. Rồi bây giờ mình cũng cắt chỉ. Đây chị chừa chỉ này ít. Chị chừa chỉ bề trái ít ha. Chừa ít nhưng mà mấy cưng nhớ thôi. Nhớ là mình rút bề trái thôi. Mấy cưng nắm chỉ rút lại. Rút lại 4 phân, bởi vì bữa hỏi mình chừa đường đường dúng mình 4 phân đó. Mình rút lại cho bằng cái đô là được. Đây cái đô đây ha. Mấy đứa cưng rút lại cho vô bằng cái đô là được. Bằng cái đô mấy đứa cưng đừng đo dài nguyên cái đô về mắc công lắm. Mấy đứa cưng hãy đo từ cái điểm giữa nè, cái khoảng giữa nè. Thì cái khoảng giữa bằng khoảng giữa là được, cái này nó hơi lố thì mình chích gan tí. Nè ha, khoảng giữa bằng khoảng giữa là được. Cái đường phấn xanh của mình nè. Rồi bằng rồi ha. Bằng rồi chừng nữa cưng may cho nó bằng y thôi. Rồi khi bằng rồi là cưng sẽ sửa lại. Cho nó dúng trong vòng. Trong vòng cái đường, cái khung này thôi. Trong vòng cái khung đường phấn tới đường phấn này. Chứ không được lố. Vô trong, thí dụ như cưng vô trong bên đây bỏ vô từ đường phấn vô 1,5 thì từ đường phấn bên đây cũng bỏ vô 1,5.
cho hai bên nó giống nhau nha. Bởi vì mình may mình chừa giống ít thôi, mình không có giống nhiều. Chỉ dằn mà nó rối chỉ gỡ chứ không có gì nè, nó rối chỉ nè. Chị gỡ cho nó gọn cho nó sạch. Rồi xong ha, mình dúng xong rồi đó. Đây nè, cưng thấy từ đường phấn là đi qua bên này nè, bỏ một phân mới dúng nè, mới bắt đầu dúng. Thì ở đằng sau cũng vậy nha, ở đằng sau bỏ một phân hoặc tương đương một phân. Rồi cưng dúng bên đây làm sao thì bên kia cưng dúng y như vậy. Đây chị để thân áo này đây, rồi bắt đầu mình cái thân bên đây mình cũng dúng đối xứng là y vậy. Dòng nách bên đây nha, cưng nhìn nè ha, dòng nách bên đây thì cái thân áo mình cũng cho dòng nách phía bên đây để mình dúng. Rồi mình đo lên nha, rút chỉ dưới, cộng chỉ dưới chị vừa dài là cưng biết đường rút nè. Cưng nắm chỉ dưới cưng rút vô, cưng rút vô cưng đo cho nó bằng. Đây nè, từ dấu phấn qua dấu phấn này bằng là được à, bằng rồi nè ha, từ đây qua đây nè. Khỏi mắc công cưng đo đường dài nha, đo đường dài mắc công nó lâu lắm. Rồi cưng cũng y như bên kia, bên đây nè, từ đường phấn này vô đây khoảng hơn một phân mới bắt đầu dúng thì cưng cũng dúng lùa ra nè. Từ đường phấn bỏ vô một tí mới dúng nè. Còn cưng dúng đụng đường phấn bên đây thì bên đây dúng đụng đường phấn rồi nó ngay à. Rồi mình lùa cho nó giống bên kia ha, hai bên nó giống nhau, cưng so vô nè. Cưng so vô cưng thấy nó giống nhau là cưng khỏi ngàn so múc đầu múc đuôi đâu, cưng so ngay cái khoảng giữa này bằng là bằng. Rồi khoảng giữa này bằng rồi nè ha. Rồi bắt đầu mình may vô. Dễ lắm luôn, mình đo kỹ càng rồi dễ lắm, mấy đứa cưng đừng có lo. Chị cắt chỉ xác vô luôn nha, chắc chắn là nó vừa mà. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái phía đúng chiều để mình may. Cái đây là bề mặt quay lên. Đây ha, đây là bề mặt quay lên. Bề mặt quay lên thì mặt với mặt úp lại. Nè cưng nhìn nè ha, hai bề mặt mình úp với nhau. Cổ thì qua cổ. Nè cái đường cổ áo mình nè, mình khoét đường cổ áo mình ha. Cổ áo thì qua cổ áo. Rồi bên đó đúng thì phần bên này chắc chắn sẽ đúng. Bề mặt quay lên. Bề mặt quay lên úp thân áo xuống. Rồi bây giờ tạm thời mình xếp thân áo này lại nha, mình may thân áo kia nè. May một phân. Bởi vì khi cắt mình chừa một phân ha, bây giờ mình may một phân. Xong mấy đứa cưng khỏi cần đo đường dài ha. Mấy đứa cưng cứ đo cái dấu này nè, cái dấu đầu tiên với cái dấu đầu tiên nó ngay thì là mình may thôi. Khỏi cần đo đường dài nha. Cưng đo đường dài nó lâu, nó cực công lắm. Rồi tiếp theo, đường dúng mình để im nha. Đường dúng để im thân. Cái đô mình chạy tiếp tục mình may. Đường phấn ngay đường phấn. Đây đường phấn tiếp theo, ngay đường phấn tiếp theo thì mình may tiếp. Nhớ là may này để cái đô hơi dùng nha, để cái miếng đô áo hơi dùng. Hơi dùng mình may ra là vừa đó. Đường phấn ngay đường phấn ha. Rồi mình may cho tới xong cái đô áo của mình. Đoạn ngoài không có dúng ha, mình để hai bên bằng nhau. Rồi mình lại mối bình thường. Rồi tiếp theo cái thân này cũng vậy nha. Cưng may đối xứng lại là đúng. Đây ha, thế nào là đối xứng thì hai cái nẹp lá mía nè, hai cái nẹp đè nút nè, nó giống nhau. Hai cái mía cổ nè, hai cái mía cổ nè, nó đâu lại với nhau. Đây nè, cái mía cổ nè, cái miếng chó cổ nè. Bên đây cái miếng chó cổ đâu lại nè. Nè ha, hai cái đối xứng lại là đúng. Rồi mình cũng may một phân. Mặt với mặt úp lại ha. Rồi mình cứ canh đường phấn bằng đường phấn. Không có gì phải mà tính toán hết trơn. Rồi ở đây cũng vậy ha, mình canh là chắc chắn là nó bằng thôi. Chứ tụi cưng nhắm chừng may vô khó lắm. Có nhiều chị em may là thường là nhắm chừng ha. Mình đừng có nhắm chừng, mình nhắm chừng may lên là cái này hên nó đẹp, cái sau không hên nó không đẹp. Rồi lại mối hết nha. Rồi nó có hai cách may như thế này. Cách thứ nhất á, là mình may xong mình buông luôn.
Đây mình may xong là mình để vậy, lát mình ủi luôn là xong. Nè mấy đứa cưng thấy kỹ thuật của mình cắt không? Cái kỹ thuật của mình cắt là khi ráp vô nè là bên nắp nó không có đùng một chút nè, cưng thấy không? Nó thẳng măng luôn. Yeah. Còn nếu như cưng cắt không đúng là cưng ráp xong là ở đây nó sẽ bị dư lên nhìn. Yeah. Rồi cái này là cái áo này có hai cách, một cách là mình ráp như thế này, còn một cách nữa thì cưng sẽ dặn một đường mí lên, cưng dặn một đường mí lên cái nẹp luôn. Nhưng mà ở đây chị không dặn nha, chị hạn chế đường may nha, chị yeah. không có đường may nhiều. Rồi cái này là đôi trước thì đã ráp xong. Rồi bây giờ ráp xong cái đôi trước, bây giờ mình ráp đôi sau luôn nha. Đôi sau để mấy đứa cưng biết dúng tại đâu. Mấy đứa cưng nhớ cái thân áo chị chỉ nè. Cái này mấy cưng nhìn kỹ xíu nha. Cái nẹp lá mé này mình bỏ ra, lúc mình chia là mình bỏ ra nè, mình không có xài nó nè. Đó, lúc mà mình chia làm tư thì cái khoảng đầu tiên từ đây qua đây là 1/4 nè. Từ đây qua đây là 1/4 nè. Đó, còn khoảng giữa nó rộng lắm, nhưng mà bây giờ mình dúng là nó còn có bao nhiêu đó. Yeah. Nó bằng lô ha, là đúng ha, dúng cái khoảng giữa nha. Hai đầu không dúng. Rồi, để qua bên nha. Bây giờ mình làm đôi sau. Đây cái đôi sau của mình thì mình làm như thế nào? Bây giờ mình lấy cái thân sau mình ra, mình cũng nhặt đôi lại. Mình nhặt đôi lại. Ở đây mình chia cũng làm tư, tổng cái chiều dài này mình chia làm tư. Tổng cái chiều dài đô là chia ra làm tư nha cưng, ra làm 4. Tổng cái chiều dài đô mình chia làm 4 đoạn, cũng giống như thân trước của mình. Đây cưng sẽ gập thước lại, chia làm 4. Làm 4 nhưng mà ở cái thân sau nó khác một chút xíu là cưng không cần đánh dấu ở ngoài bìa, mà cưng hãy đánh dấu là bỏ phân nửa. Đây, tức là mình chia giống như chia làm hai vậy đó, bỏ bên đây 2 ô, bên kia 2 ô, rồi đánh dấu nó ra. Rồi vậy là xong. Rồi giờ mình may luôn ha. Mình có dấu phấn rồi, giờ mình may luôn. Giờ mình dặn nha. Hai đường dắt sổ một đường. Dằn cái đoạn giữa thôi nha. Rồi mình cắt ra. Rồi mình dằn giống y như thân trước. Nhớ là khi dằn mấy đứa cưng căng thẳng ra nha. Rồi mình rút lại. Nhưng trước khi rút lại thì mình sẽ đo cái đô với cái thân áo, mình đánh một cái dấu nữa để mà mình rút cho ngay ha. Cái đô áo mình cứ đo bằng thân áo. Đây ha, ngoài bìa vô bằng thân áo. Rồi chỉ vậy thôi. Rồi mình đánh dấu hai bên giống y nhau là được ha. Rồi chừng nữa mình rút là mình rút, mình dúng trong vòng cái đoạn đường phấn từ này, đường phấn này qua đường phấn này. Rồi bây giờ mình rút nha. Đây chị rút, chị để cái đô đằng trước chị đo. Chuột nó chạy á. Bây giờ mình đo ha, mình đo làm sao mà đường phấn bên đây bằng đường phấn bên kia là ok nè, đường phấn giữa nè ha. Đường phấn giữa bằng đường phấn giữa, đường phấn thì mình đánh dấu bỏ hai đầu rồi, giờ mình chỉ đo đoạn giữa bằng là xong. Yeah. Không cần phải đo hết đô ha. Rồi xong, bây giờ bằng rồi, bây giờ mình ban cho nó đều. Từ đường phấn, đây đường phấn để mình lấy dấu cho nó đậm lên cho chị em xem ha. Đây, từ đường phấn với đường phấn nó ngay nhau là được. Rồi từ đường phấn mình có quyền rút từ đường phấn này qua đường phấn này, hoặc là từ đường phấn này bỏ vô hai thì đường phấn bên đây cũng bỏ vô hai cho nó bằng nhau ha. Chị không thích xài phấn xanh tí, nó xài cái nó dơ tay đó, mới đánh dấu chút xíu móng tay dính phấn xanh đen thui nè.
Rồi mình cứ rút mình ban ra cho đều ha. Rút cái đường mai mình mai nhuyễn thì mình rút nó sẽ đẹp nha. Đây bây giờ nó bằng này ha. Bây giờ mình may vô. Cắt đường chỉ rút này luôn. Rồi mặt với mặt úp lại may vô. May một phân ha. Chị em mình cứ may đường phấn là được nha. Đường phấn ngay đường phấn là đúng. Cái này mình không có cần là căng ở đâu, dùng ở đâu nhiều hết. Mình cứ để tương đối đều nhau là được. Hai bên nó tương đương nhau là được ha. May một phân, bởi vì hôm đó mình chưa được may một phân. Ê, hai đường phấn bằng nhau là được ha. Đây cái đồ áo ha. Đây chị em nhìn thấy đường phấn đây nè. Em đánh dấu đường phấn đậm lên chị em mình xem. Đường phấn mà mình chia làm tư đó ha. Ở ngoài đây là 2/4, ở chính giữa là 2/4, mình rút lại còn bao nhiêu đây? Đều rang luôn, không bao giờ lệch luôn ha. Rồi xong. Bây giờ là mình không ráp nữa mà bây giờ mình đi ủi keo. Đúng ra chị em mình ủi keo nẹp trước cũng được nha. Mà cái này em cho chị em mình ủi keo sau, là tại vì là một lát nữa mình còn ủi keo túi nữa. Rồi sẵn ở đây tiện ở đây thì em cho ráp cái đường, những cái đường cần ủi trước thì mình ráp xong rồi mình ủi. Cái tay chị em mình ráp trước luôn, để chừng nữa mình ủi một lượt luôn. Cái đô trước đô sau luôn ha. Đặt em lên ủi một lượt luôn. Bây giờ mình lên lai tay luôn. Cái tay thì dễ lắm, cho nên là em hướng dẫn một tay thì chị em biết luôn. Bẻ lai tay lên. Rồi xong mình mai ngang một đường. Ở đây em khỏi lượt luôn nha. Tại chị em biết là chị em mai thì chị em biết cái ý của em rồi ha. Mình bẻ lai tay lên mấy cương, không quen mấy cương lượt nha. Lên lai 2,5 hay là 3 phân hay là 2 phân tùy ý mấy đứa em ha. Ở đây chị lên lai 2,5. Mình cộng lai 3 phân á, nhưng mà mình lên nó mình mai lên 2,5 nè. Tại vì mình dắt sổ nó hao hụt rồi ha. Mấy đứa cương không quen thì lượt nha. Chị quen thì chị may luôn. Tại vì chị muốn may luôn để rút ngắn cái video mình ngắn hơn bình thường á. Rồi mấy đứa cưng cứ bẻ lai lên mai, nhưng mà nhớ là lượt nha. Tại vì chị quen thì khác nha. Mấy đứa cưng đừng có bắt chước theo cái này nha. Từ từ rồi hả quân hả theo. Chứ theo mới nó dặn dẹo cái tay cái nó xấu nha. Rồi xong mai lai tay xong mình mai cái ống tay luôn. Chị mai cái tay thì chị mai một bên thôi ha. Là mấy đứa cưng nhìn mấy đứa cưng biết rồi. Rồi mình mai cái ống tay lại. Đường chỉ này nó không tuyệt không? Chị có chỉ thiệp kìa mà nãy giờ mà chỉ bị trái không à. Rồi mình sẽ mai cái đường ống tay mình lại luôn ha. Đường tay thì mình chỉ đường sườn tay thì mình mai cứng một phân thôi. Lợi mới luôn. Rồi mình mai cái sườn tay lại ha. Mai cứng một phân à ha, chứ không cần mai sâu nha. Rồi mình lại mối đi ủi luôn. Tay thì mình chỉ may một bên mình minh họa cho chị em thôi ha, chứ không cần may hết. Rồi bây giờ mình đi ủi. Rồi trước khi mình ủi thì em hướng dẫn cách keo luôn nha. Chờ em xíu xem.
vì hôm cắt mình không có cắt keo kịp á, bây giờ mình cắt mình vẫn xài keo lụa ha. Tại em muốn làm cái video cho nó ngắn để cho mấy chị xem cho nó đừng có ngán á, chứ chứ nếu như mà em làm trình tự ủi keo lúc đầu nó cũng được nhưng mà nó sẽ ngán lắm. Bây giờ em sẽ cắt cái túi trước nha mấy chị, ở đây có cái góc vuông nè, em sẽ cắt cái túi ở đây. Đây hai cái túi đây ha. Túi có đường phấn của mình nè ha. Bây giờ em sẽ cắt hai cái túi ở đây. Vải nó mềm quá thì chị em ủi keo luôn ha, nhưng mà ủi keo lụa nha, để nó có cái độ giãn nó tương đồng với lại cái vải, chứ chị em đừng có ủi keo cứng quá nha. Keo cứng quá lên mai cái túi lên cái áo nó không khớp, bởi vì thân áo thì vải nó mềm mà cái túi nó cứng quá nó không khớp ha. Rồi bây giờ em đã cắt hai cái túi xong, lát nữa mình ủi luôn. Keo nó còn thừa cho nên nó hơi khó cắt một chút. Rồi em sẽ nhập đôi em cắt cho nhanh nha, em cắt hai miếng nẹp của mình luôn. Chị em cắt tiết kiệm keo nha, tại vì em cắt nhanh em sợ mất thời gian của mấy chị, em cắt nhanh nha, chứ mấy chị cắt tiết kiệm, cắt mình tính làm sao mà cho nó ít heo keo nhất nha. Rồi xong ha, còn cắt nẹp nữa là xong. Nẹp thì mình cắt ở đây luôn. Ở đây đủ mình cắt lượt hai miếng nẹp luôn nha. Em nhập qua cắt lượt hai miếng nẹp luôn. Chị em cắt tiết kiệm hơn em nha, đừng cắt giống em, tại vì em thì em cắt nhanh để em sợ mấy chị chờ lâu mất thời gian của mấy chị á. Mấy chị tiết kiệm keo. Mấy chị không quen mấy chị đánh dấu phấn nha. Đánh dấu phấn rồi hạ cắt theo đường phấn. Mình lấy phấn mình đánh dấu theo cái nẹp này rồi mình cắt nha. Còn em quen thì em cắt đại theo, chứ chị em đánh dấu phấn rồi dở cái nẹp ra ủa cắt. Đây em cắt nẹp xong. Còn cái nẹp sau. Tìm cái chỗ keo nào lượng dụng cắt cho nó gọn. Rồi em cắt cái nẹp keo sau ở đây luôn. Cắt như vậy nó phí keo quá. Chị chờ em chút. Đây mấy chị cắt tiết kiệm thì mấy chị cắt như vậy nha. Tại em cắt em tiết kiệm em sợ mấy chị chờ lâu á. Em thì tới giấc em tiết kiệm keo thì ít có bạn nào mà tiết kiệm qua em được, mà tới giấc em phí rồi cũng cũng ít ai phí như em được. Đây bây giờ là mình cắt tiết kiệm là như thế này nè. Đây ha, mình cắt ở đây xong rồi nè chị em thấy ha. Rồi mình xếp qua ở đây nè ha, đây đang như vậy nè chị em, mình xếp qua đây, mình xếp qua một tí thôi, mình xếp qua một tí thôi thì mình sẽ làm một cái nẹp tiếp theo đây, nó không có heo keo nhiều ha, mình đổi lại nè, cho nên mình cắt nhìn ít heo keo lắm.
Mà em thì nhiều khi em gấp là em cứ cắt cho nó nhanh ha, cắt cho nó nhanh cho nó để nó chạy việc thôi. Còn cắt một số lượng lớn á, thì mình trở nó dễ hơn, còn cắt cái số nhỏ như vậy nó lỡ nó nát keo mình. Nhưng mà khi mình cắt mình trở keo mà mình cho nó dư ở ngoài một tí như vậy nè, là mình cũng định trước là cái đó chừng nữa mình sử dụng vô cái nẹp gì, vô cái gì mình hả chừa, chứ không phải là mình cắt mình chừa đại nó lòi đâu nó lòi, thì mình cắt như vậy là nó sẽ ít hao keo lắm. Ráng này em cắt bỏ luôn cho nó gọn, em ghét cái vụ mà nó lua tua lắm. Rồi xong mình cắt keo xong mình ủi luôn nha. Đây bây giờ trước tiên em ủi cái nẹp áo. Đây cái áo mình ráp xong rồi. Cái áo mình ráp áp xong rồi ha. Mình ủi đùi trái. Đây chị em mình quay bề mặt lên. Ủa bề mặt. Đây chị em thấy nè ha, thẳng tắp luôn, em bảo đảm với các chị là thẳng tắp luôn. Nó không có dùng một chút nào. Để chị quay chiều của Phúc nè, cho Phúc quay cho nó dễ nè. Chị em nhìn ha, cái vòng nách á, thì nó lại ra cái vòng nách, cái vòng cổ nó ra cái vòng cổ, nó không có lệch đi đâu được hết, nó không nhăn, nó không đùng ở đâu được hết, chắc chắn là mặc lên sẽ đẹp. Rồi khi mặc lên chỗ này là cái ngực mình nè, nó giống cái ngực, nó vô ngực lên nè, thì là những cái chỗ xung quanh nó thẳng tắp luôn, nó không nhăn. Cái đẹp là ở chỗ đó nha, khéo là ở chỗ đó nha. Tuy là đồ bà cụ nhưng mình cũng phải may cho khéo. Thì hai cái này mình phải ủi hết. Cái gối này tại mới nó hơi nhô nha, chứ mấy chị ủi dài bữa cái nó vừa, nó dễ, nó vừa lại à. Rồi em ủi bên đó xong ha, còn thân sau em ủi thân sau nữa, rồi em sẽ hướng dẫn mấy chị ủi keo. Cái thân sau cũng như cái thân trước ha, để em ủi xong rồi em sẽ trải ra để mấy chị mình xem ha. Đây khi mấy chị ráp vô xong, ráp vô xong cái đôi áo sau ha, cái đôi nó vẫn thẳng nè, toàn bộ cái đôi nó vẫn thẳng bình thường, cái đôi nó là ra cái đôi. Rồi bên bên nách nè ha, nó thẳng băng luôn, nó không có bị phì chỗ này lên, hai bên nó không phì là chắc chắn mặc lên nó sẽ đẹp. Ở giữa thì em nói rồi ha, ở giữa nếu mà cái người lưng thẳng, mấy bạn trẻ lưng thẳng thì mặc cái này nó rủ xuống nó đẹp, còn nếu mà người lớn thì được cái độ còm nó dung lên, nó không ảnh hưởng tới cái áo. Cho nên rồi vậy là xong ha. Cái đường dúng tuy là thấy nó đơn giản nhưng mà ý em muốn nói rành để chị em hình dung ha. Rồi tiếp theo nữa là còn tới cái tay. Cái tay thì chị em cũng vẫn ủi như thường lệ, ủi đường may bên đây, ủi lai tay, ủi đường may bên kia, rồi ủi lai tay. Rồi chị em mình ủi chẻ hai.
Nếu như mà có cái cầu thì đây nè, em xin phép nói cho cầu chút xíu nha. Có nhiều chị em nói là cầu cầu sợ cái cầu nhỏ không em, thấy cái cầu nó nhỏ quá thì em xin nói là cái cầu nó không nhỏ nha mấy chị. Như mấy chị xài cái cầu lớn thì mấy chị sẽ cái tay áo này, tay của áo của người lớn thì mấy chị nong vô như vậy á thì nó còn muốn chật nữa. Còn nếu mấy chị mà may cái tay áo dài á, nó không hoàn toàn, nó không bao giờ là cái tay áo như vậy được. Cái tay áo dài nó nhỏ như vậy nè. Nè cái tay áo dài nó nhỏ như vậy thôi. Thì mấy chị nong vô cái cầu tức là chiều ngang nó nhỏ hơn cái cầu, không thể nào mình nong vô mình ủi được. Cho nên là cái cầu bắt buộc em thiết kế cái cầu là cái cửa phía trước của cái cầu là nó phải nhỏ hơn cửa tay. Mà cửa tay trung bình là cái cửa tay mấy người ốm ốm là chỉ có 10 phân thôi hoặc 9 phân rưỡi thôi. Thì cái cầu nó phải nhỏ hơn 9 phân rưỡi để mà mình nong nó vô trọn cái tay ha. Cái tay của mấy người ốm ốm thì chiều ngang này nè, chiều ngang bắp tay này nè là chỉ có 13,5 thôi. Cho nên nếu cầu lớn là ủi vô không vừa. Thành ra em mới thiết kế cầu ốm ốm nha. Còn cái cầu lớn như vậy thì mình ủi không vừa, nhưng mà mình ủi không vừa thì tạm thời mình mượn đó. Như chị em ủi không vừa thì cái tay thì chị em bể bỏ cái tay một bên nè, qua thòng xuống dưới. Rồi chị em ủi chẻ hai ra thì nó sẽ không có cứng cái miếng này. Nó không cứng, nó không chẻ cái tay mình, nó không có đường nhăn bề mặt được. Ủi trước thì chừng nữa mình may lên nó sẽ đẹp. Mình để một bên nó thòng xuống thì mình ủi cái lần ủi mà nó có cấn gần, nó không có bị chết ly. Rồi cái lai tay mình cũng ủi bình thường ha. Cái cầu này thì chắc nong vô cái tay này được tại tay lỡ. Nhưng mà nó chật rồi nè, kéo tới đây nó chật rồi nè. Kéo lên không được nữa. Cái cầu này là cầu đại nha, cầu này cầu lớn nha mấy chị. Khó quá, chật lắm. Để mai mốt trả cái cầu cho tôi nha. Phúc có lấy cầu em nó giao nữa rồi. Tại mấy bạn học mai trong tiệm em nó đến thăm chơi rồi làm cầu không kịp, mấy bạn mới chịu lấy cầu cũ, chứ mấy bạn ở xa dễ gì chịu lấy cầu cũ. Mấy bạn trong tiệm thì dễ. Rồi ha, cái tay thì dễ rồi, cái tay thì em chỉ nói sơ thôi. Rồi hai ra tay mình ráp xong thì mình ủi thẳng như vậy, rồi tới chừng nữa rồi em hướng dẫn vô. Bây giờ em ủi keo nha mấy chị. Bây giờ mình ủi keo cổ nè. Mình để cổ cho nó nằm im. Rồi mình sẽ chọn cái lớp keo mình ủi vô. Cái lớp nhám ha, keo nó có hai lớp, một lớp nó nhẵn, một lớp nó nhám. Lớp nhám là có keo đó, lớp nhám mình ướp xuống. Đây lớp nhám em ướp xuống. Rồi mình ủi dính vô ha. Ủi vô bề trái của cái đô áo. Rồi chị em quay bề mặt cái áo lên. Rồi xong mình quay bề mặt áo lên, mình lại tiếp tục mình lấy cái thân áo mình quay bề trước xuống. Chị em mà ủi trước tiên nó sẽ dễ hơn nha. Trước khi mình ráp cái đô á, mình đi ủi cái keo trước đi thì nó dễ hơn. Mà lỡ chị em ủi sau thì cũng được, em thì ủi lúc nào cũng được, nhưng mới thì chị em mình ủi trước ha. Rồi tiếp tục mình cũng đặt một cái chiều y như vậy nữa. Tại em muốn dẫn hai trong hướng dẫn hai trong một luôn, kiểu như vừa ủi keo mà vừa ủi đô luôn đó, cho nên em mới ráp đô trước đó. Rồi ha, mình ủi keo vô rồi. Bây giờ tiếp tục mình ủi nẹp. Nẹp là nẹp cổ trước của mình nè. Nếu mà chị em á, nếu chị em mà sợ thì chị em mình hãy đặt cái nẹp lên đây. Đây, đặt cái nẹp bề mặt với bề mặt úp với nhau. Cái bề nhám đang bật lên trên nha. Bề nhám bật lên trên thì bây giờ mình sẽ đặt cái miếng vải mình lên. Cái lớp vải của mình nè ha. Đây lớp vải của mình là mình quay bề trái xuống. Ở đây em không sử dụng vải đúng chiều. Không sử dụng vải đúng chiều với thân áo mà nó hơi nghiêng nha. Nó hơi nghiêng để em không cho cái cổ mình nó giãn thêm. Cái thân áo mình hiện tại đây là cái biên nè,
đây là cái biên nè ha, đây là biên nè, rồi tới cái cổ thì cái biên nó ngã vô nè, cái biên nó ngã vô, nhưng mà cái này không bắt buộc nha, chị em may giải xuôi là được rồi. Rồi xong ha, mình ủi một lớp một thôi là nó tự nó dính vào đây à. Yeah. Rồi ha, nó dính qua rồi thì chị em từ cái đó mà chị em ủi thêm một cái nữa đây, dễ lắm. Đây mình cũng cứ cầm một cái nẹp nữa, rồi mình cứ quay bề mặt, mình úp với bề mặt thôi, bề mặt keo với bề mặt keo. Mình úp lại rồi xong mình lại lấy một bề vải, mình cứ phủ nó lên, mình ủi tiếp tục nó sẽ dính thôi. Nó có nhiều khách ủi keo lắm cho nên chị em ủi, lần này em ủi khác mấy lần trước nè ha. Rồi xong. Xong rồi chị em mình cứ cắt ra thôi. Mình bảo đảm bốn lớp keo nó giống nhau rồi thì mình cắt ra. Rồi ha, mình đặt qua bên đây, mình đặt hai cái bề keo úp lại nhau để mình cắt cho nó chính xác ha. Rồi xong mình ủi keo xong như vậy mình đi dắt sổ thì nó sẽ chắc chắn hơn, keo nó sẽ không bị tưa về sau. Mấy lần trước á, là em dắt sổ trước, dắt sổ nẹp trước rồi em mới hướng dẫn chị ủi keo. Xong lần này em hướng dẫn chị ủi keo trước rồi mới đi dắt sổ. Cho nên là chị em mình thấy cái nào thích hợp thì chị em mình sẽ áp dụng ha, chứ không có cái nào là tuyệt đối cả. Rồi còn lại cái đô sau thì mình sẽ ủi lên, mình sẽ ủi lên phần còn lại. Hôm đó là em chừa cái miếng vải ủi đô sau nè, nhưng mà ở đây đủ mình ủi đây luôn ha, ở đây đủ mình ủi đây luôn nè mấy chị. Cái cổ sau thì mình không sợ lợp nha, tại vì nó chắc chắn lắm, nó nhỏ mà nó chắc chắn lắm, không có sợ bị lợp. Rồi xong mình đặt cái đôn sau lên, mình đặt cái thân sau lên, em dời cái nẹp đó qua một bên để lá dắt sổ sau. Rồi bây giờ mình sẽ quay bề mặt úp xuống, bề mặt thân áo mình úp xuống lên y như cái nẹp của mình luôn. Mình chỉnh sửa cho nó y như cái nẹp của mình nha, mình lùa cho nó giống như cái nẹp. Rồi xong mình đặt cái nẹp mình tiếp tục, cũng bề nhám úp vô bề trái, bề nhám úp vô bề trái của áo. Rồi mình chỉ ủi cho nó dính vô thôi. Mấy chị ủi keo này cứ phun nước thoải mái ha, nó có nước nó cũng dính bình thường, tại vì cái nhiệt độ nó đủ là nó dính à. Rồi ha, rồi bây giờ mình cắt ra luôn, mình cắt ra cho hai cái đô này nó giống y nha, ý hai cái nẹp này nó giống y nhau. Nẹp trước thì nó có cái dễ của cái cắt nẹp trước, mà nẹp mình ủi sau thì nó có cái dễ của ủi sau, cho nên chị em mình muốn sao cũng được, ủi keo trước cũng được mà ủi keo sau cũng được. Quan trọng là chị em cắt chính xác, ủi chính xác, may chính xác là được. Mình thấy làm sao tiện thì mình làm ha. Rồi bây giờ em cắt ra xong rồi ha. Mình cắt giáp vòng của cái nẹp này luôn, cắt ra luôn. Đây mình cắt phân nửa thôi rồi mình ốp qua. Còn mấy chị ủi keo như là em ủi keo pyjama ha thì cũng tốt luôn. Nói chung là cái nào cũng được, chị em thấy ủi sao tiện thì ủi. Rồi xong. Bây giờ cái phần nẹp này thì để chừng nữa em đi dắt sổ rồi em hướng dẫn mấy chị em ráp sao ha. Bây giờ mình sẽ ủi túi. Giờ em xíu em dẹp cái này, cái quả tùm lum đó. Rồi bây giờ mình ủi túi nha. Cái miếng nẹp túi đây, mình chỉnh sửa lại cho nó ngay ngắn. Mình đặt miếng keo lên, úp bề nhám của miếng keo xuống bề trái, bề nhám với bề trái úp với nhau, ủi một cái cho nó dính. Rồi chị em quay bề mặt nó lên. Rồi mình tiếp tục hai miếng vải mặt với mặt úp lại, mặt với mặt úp lại. Xong mình tiếp tục mình úp miếng keo tiếp theo xuống, miếng keo này cũng bề nhám xuống nha, cho hai lớp nó dính lại. Rồi xong, cái nẹp đã xong. Bây giờ tới cái thân túi. Cái thân túi cũng vậy nha, mình đặt lên túi cho nó ngay luôn.
Rồi chị em mình sẽ ướm keo lên. Keo cũng bề nhám xuống bề trái nha. Bề trái túi lật lên thì bề keo úp xuống cho nó dính. Rồi chị em ủ cho nó dính vô. Rồi mình quay bề mặt để mình gia nhiệt cho nó dính chắc nha, để nó cố định lại. Rồi xong tiếp tục nữa thì mình một lần nữa mình lại úp cái miếng vải bề mặt xuống, hai bề mặt úp vào nhau. Rồi mình lại tiếp tục úp cái bề trái keo xuống, cái bề nhám của keo xuống. Rồi mình cứ ủi một lần nữa là xong, đầy đủ hết, không còn thiếu gì hết ha. Nó lệch chút đỉnh 1-2 ly không sao hết nha. Quan trọng là chị em tìm cách nào để chị em ủi cho nó từng cặp nó giống nhau. Đừng cho nó lệch nhau. Nó lệch nhau là nó ly dị nhau à. Rồi xong, hoàn thành. Nhiều phút rồi Phúc? Ừ. Cách cũng hơn là 40 rồi. Ồ dài. Vậy thì là em kết thúc video luôn mấy chị. Tại vì em tính là làm thêm cái túi em ráp vô luôn, nhưng mà ráp cái túi còn lâu lắm, mười mấy phút nữa. Yeah. Thôi vậy là em dừng ha. Lần sau em sẽ hướng dẫn tiếp.